Ăn rất nhiều loại snack nhà bà Tuyết rồi, mình nghiện giải bò nhất. Mong bác Tuyết quay quy trình sản xuất giải bò. Đúng, thích đúng. Xem quy trình làm giải bò gì? Để đấy bác lo. Đây là bột, sau khi đã trộn ra vị để làm giải bò. Còn đây là máy cán phẳng, giúp cho giải bò cán mỏng hơn, phẳng hơn, nhanh nguội hơn để mang đi tẩm ướp. Riêng giải bò thì bác không dùng băng chuyền, vì dùng băng chuyền bác không thể làm 6 giải một lúc được. Ôi trời ơi. Còn đây là phôi giải bò này. Phôi này chưa tẩm dầu nên ăn nhai mỏi hàm lắm. Bây giờ là tẩm dầu đây này, cái máy này nó tự động lắm. Còn đây là đường ống dẫn dầu, nhìn cũng mệt phết đấy các bạn. Còn đây là giải bò sau khi đã tẩm ướp xong. Lúc này giải bò đã có dầu, ăn cực kỳ mềm và ngon nhá.